người sẽ thấy mình hơi lạ đúng không? Mình tên là Nhi, thành viên mới của Odom. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình thật là nhiều trong tương lai nha. Bây giờ chỉ mới là 3 giờ 40 phút sáng thôi đó mọi người. Trời cũng rất là tối luôn. Nhưng mà mình đã dậy rồi và mình đang đợi xe để đến chỗ hẹn cùng với mọi người á. Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì tụi mình sẽ có một công việc đặc biệt vào sáng ngày hôm nay. Đó chính là team mình sẽ quay Red Tea Service đó mọi người. Yeah! Mong mọi người sẽ ủng hộ tụi mình thật là nhiều nha. À mọi người ơi, nếu mọi người muốn biết được một ngày làm việc thật là năng lượng của Odom như thế nào thì mọi người hãy cùng mình xem hết video này nhé. Thật ra thì bây giờ mình khá là lo lắng đó mọi người. Nhưng mà mình cũng rất là háo hức nữa. Cho nên là mình mong là hôm nay mọi thứ sẽ thật là suôn sẻ nha mọi người. Yeah. Bây giờ chị Trinh sẽ bắt cóc cho mình. Mình Nhi Su. Nhi Su nhưng không Su Cana. Trời ơi, sao giống kia vậy? Mặt trời đã ló lên chưa ạ? À? Cô, trứng đàn chim. Wow. Hãy nhìn cô gái đi muộn đi. Đây. Hắn đi muộn, hơi muộn. Không phải hơi nha, mà mình bảo. Quay được cái này. Ủa sáng nào cũng sưng quá hả chị? Do anh đang bị nhiệt miệng. Người đi trễ đã chào mọi người rồi đó. Odom, Pretty Cabbage, chào nhau em đi ta. Mình nghĩ là mình khả trang được trên sà đâu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Oh, good morning, mình đang ở Đà Lạt. Hello tất cả mọi người. Tụi mình đang ở Đà Lạt vào sáng sớm hôm nay. Đà Lạt. City of love. Mọi người, chị Trắng hãy dự đoán là lát nữa em sẽ xuống mấy tông đi chị Trắng ơi. Chị dự đoán con số 10. Em không có sợ đâu, bữa nay chị quên đánh kem chống nắng. Chị dự đoán con số 10, chị dự đoán con số 10. Em cũng quên đánh kem chống nắng. Chị Nho, chị đã đánh kem chống nắng chị chưa? Chị mua cái tông nền mà chị dặn Thiện á là mua chai trong số 3. Chắc em chị mua chai trong số 6 nha. Không sao đâu, mà thấy sao mình nghệ thuật được mà em. Nắng hôm nay rất đẹp nhưng không đẹp bằng chúng em. Mọi người ơi, hôm nay trời đẹp lắm mọi người ơi. Chị hôm ơi, hãy giới thiệu nha mọi người. Yeah, còn mình thì là ai thì lát nữa mới biết nha mọi người. Bây giờ là 7 giờ rồi nè mọi người. Chúng mình chuẩn bị đi tới trường quay. Tụi mình make up xong hết rồi mọi người ơi. Tới trường quay. Một nơi rất là quạnh hiu. Chị ơi giả bụi. Trời ơi. Kính râm luôn. Wow. Quay trước thì nặng cắt. Tụi mình đã đến điểm quay rồi. Thời tiết hôm nay rất là mát nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ quay thiệt là nhanh. Mong là hôm nay mọi thứ sẽ thật là thuận lợi để cho mọi người đỡ bị cháy đen như con cá mực. Chọn mắt luôn nè. Ây da. À, sao kéo ra đi. Không, bộ này là của chị, bộ này của em. Vậy hả? Ở đầu là của chị, còn cái này là của em. Cái này cùng cắt rồi. Rồi mọi người hãy đội đầu tóc giả chân lên nào. Đây. Tóc cho Nhi. Nhi. Có dây thun không mọi người? Trong bọc đó, trong bọc của em. Hello. Không, thằng Nhân ơi xe. Đây 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 đây. Một ngày là trên đi Candy Kim. À nên gì ta? Mấy cái quần của anh Thiện á. Mình Wow, cô wow.
lâu. Hello mọi người. Bị tối mặt rồi ấy, trời ơi. Đúng rồi, giờ mới đẹp nè. Lại, lại. Hi. Hello mọi người. Hôm nay là nhiều râu nè. Yeah. Sắp rớt tông rồi mọi người ơi. Trời, sắp trắng rồi mọi người ơi. Mà lại rớt thêm tông nữa. Buồn quá là buồn. Trời ơi, hết hồn. Hết hồn. Gớt cái mi. Chào mọi người, chi sâu xong. Yeah. Và mong là hôm nay mình sẽ nhớ hết những gì mà mọi người đã sửa động tác cho mình nha mọi người. Nhớ, nhớ luôn lời nha. Mình xin ghi nhớ và mình sẽ cố gắng thực hiện mọi thứ thiệt là tốt. Yeah. Bây giờ là 7:30 rồi đó mọi người. Và bây giờ nắng cũng đã bắt đầu lên cao rồi. Bây giờ nhóm tụi mình đang chuẩn bị set up mọi thứ để chuẩn bị vào set đầu tiên. Thì bây giờ nắng nó bắt đầu chiếu thẳng vô mặt này mọi người có thể thấy nè. Rớt tông, tép này đen. Cho nên là mình mong là hôm nay mọi thứ sẽ thật là thuận lợi để cho nhóm mình có thể hoàn thành một cách thuận lợi, một cách thật là thuận lợi để cho khi mà nắng vừa lên cao thì tụi mình cũng vừa xong. Và sau khi quay xong thì tụi mình sẽ có một bữa tiệc nhỏ đó mọi người. Mong mọi người hãy ở lại chung với tụi mình nha. Quay rồi, sắp bấm máy rồi mọi người ơi. Và mong là mọi người hãy ủng hộ với chất lượng này của mình nha. Yeah. Yeah. Mọi người mới quay xong một shot và đang xem lại hợp với bộ đồ của mình. Mà cái này chưa chỉnh màu mà nhìn đẹp quá. Về ăn mực chiên giòn. Yeah. Mực chiên giòn. Yeah. Sắp phải ăn rồi. Yeah. Wow, mình xin tự giới thiệu mình là BT của nhóm. Một đứa trắng rồi. Với em về chứ đâu trắng. Lại nè. Đây nè. Đó. Cho nên là hôm nay là
mọi người đã rất là cố gắng rồi, cho nên là mình mong các bạn những người luôn ủng hộ nhóm mình sẽ like, subscribe cũng như là ủng hộ nhóm mình trong thời gian sắp tới nha mọi người. Yeah. Hai đứa mình về rồi nha mọi người. Bây giờ hai đứa mình sẽ đi mua đá xong rồi về để xem dưới bếp đã có món gì nha mọi người nha. Không biết có đợi này đi mua đá không? Wow, chị Trâm Anh đâu ta? Chị Trâm Anh ơi, em muốn chia sẻ là hôm nay em mệt chắc em không ăn gì đâu. Mà thôi ăn em, lập thân đi em. Ủa, chị phải năng để em ăn chứ. Không. Trời, wow, chị Trâm Anh đang làm món gì vậy? Chị còn cái này là còn dư bột, chị làm bột chiên á. À. Thôi đừng có quay nữa mà. Hồi nãy nè. Hồi nãy cái lúc mà đi quay mọi người rất là chờ món bột chiên của chị. Vậy hả? Xin cho hỏi là Mily lần này cuốn nó chặt chưa? Hên xui bạn ơi. Nó hơi lỏng. Hên xui bạn. Với cái trình độ nấu cơm của tôi thì bạn biết rồi đó. Chuẩn cơm gia đình. Cơm nhà nào, món nhà nào. Wow. Ăn thì đủ hết rồi nhưng mà thì chỉ thiếu người thôi. Cô bé ơi, quay đây đi một ăn đi. Sau khoảng thời gian tâm sự chuyện thứ năm thì bây giờ mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho tâm hai.